Thưa quý khán giả, mới đây cơ quan chức năng bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản. Đáng chú ý chiêu thức của các đối tượng là dàn cảnh đánh kèn nhắm vào các nạn nhân ra vào khách sạn. Hai đối tượng là Trần Quang Tuấn, sinh năm 1999 và Ngô Thị Ngọc Nguyên, sinh năm 1999. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn và Nguyên thừa nhận vụ cướp vào đảng sáng ngày 10 tháng 1 năm 2022 tại đường số 10, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Nạn nhân là chị Đăng Thị HD, sinh năm 2001. Tê đi bộ cùng hai người bạn gái. Cái đối tượng chạy xe máy, lao đến la hét, nói chị Tê giật chồng, rồi xông vào đánh cướp tài sản. Thế bạn bị đánh, hai người đi cùng đánh trả. Tuy nhiên, Thế Nguyên và Tuấn dùng vũ lực tấn công áp đảo, nên cả ba cô gái hoảng sợ cùng bỏ chạy. Chị Tê trình báo công an. Sau khi cướp được sợi dây chuyền và túi sách chứa một điện thoại và khoảng 2 triệu 500 ngàn đồng, Cặp đôi này mang bán được 8 triệu đồng mua ma túy cùng sử dụng. Theo nguồn tin trinh sát, Tuấn và Nguyên thường rình trước các khách sạn để dùng thủ đoạn đánh ghen để đoạt tài sản của nhiều cặp đôi có quan hệ ngoài luồng. Nhiều cặp đôi không dám trình báo cơ quan công an vì sợ lộ mối quan hệ tình cảm.